Chào các bạn, ở video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khâu chiết sang sợi 22 đối với lại đan vòng tròn. Đây là vị trí kết thúc hàng của mình. Các bạn sử dụng cái phần len, các bạn vòng 3 vòng ở trên cái kim này ha, để mình chừa cái số len để mình khâu chiết cho vừa. Thì các bạn vòng 3 vòng, sau khi vòng 3 vòng xong thì các bạn cắt chừa ra thêm một đoạn nữa để cho nó đảm bảo là sẽ đủ len để mình khâu chiết sang sợi ha. Mình đã xỏ kim vào cái phần len thừa rồi để mình tiến hành khâu chiết sang sợi. Các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại cái phần sợi len của mình đang nằm ở trên mũi P. Đây, kết thúc bằng 2 mũi P, đầu hàng sẽ là 2 mũi K. Đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới, xỏ qua cái mũi K đầu tiên này, từ phía sau. Nhìn nha. Đây. Các bạn nhìn theo chiều kim mình xỏ nha. Các bạn xỏ như thế này. Mình sẽ kéo sát lại. Mình sẽ kéo cái sợi dây sát lại luôn để cho cái kéo sát lại. Sau đó thì bên này là mũi P, bên này là mũi P, các bạn đâm kim từ trước ra đằng sau, từ trước ra đằng sau này, các bạn nhìn theo chiều kim mình đâm ha. Đây là mũi P, các bạn đâm từ trước ra đằng sau này. Đó, như thế này. Các bạn kéo sát lại như thế này. Lúc này mình có thể thả cái mũi P ra rồi. Mình thả mũi P ra khỏi kim bên phải. Sau khi các bạn thả cái mũi P ra rồi thì lúc này mình sẽ đẩy qua. Mình thả cái mũi K này ra luôn. Mũi K lúc nãy mình xỏ kim qua, các bạn thả ra luôn. Quay ngược lại. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây, đây là mũi K thứ hai này, qua bên này sẽ là mũi P. Thì các bạn đâm kim từ dưới, xỏ giữa mũi K và mũi P, ở chính giữa hai mũi này nha. Chính giữa hai mũi, mình không xỏ vào mũi nào hết mà mình xỏ vào chính giữa hai mũi. Sau khi xỏ vào chính giữa hai mũi rồi thì các bạn xỏ vào mũi P, xỏ vào mũi P tiếp theo từ trên xuống này. Đó, xỏ như vậy. Để kéo sát lại, quay ngược lại. Đây là cái mũi K ban đầu này, mũi K đầu tiên mà mình thả ra thì các bạn nhìn theo chiều kim mình đâm nhé, đâm từ trên xuống này. Các bạn nhấc ra cái cạnh, nhấc ra một cạnh này. Đó, đâm từ trên xuống vào cái mũi K lúc nãy mình thả ra này. Qua cái mũi K thứ hai các bạn đâm từ dưới đâm lên, hay là từ đằng sau ra đằng trước như thế này, nhấc ra. Kéo. Lúc này mình có thể thả mũi P này ra được rồi. Mũi P này bạn thả ra luôn. Các bạn kéo sát lại. Quay lại. Đây là mũi P mình vừa thả này. Ở mặt trước thì nó là mũi P. Đây, đây là mũi P, nhưng mà lật ra phía mặt trong thì nó sẽ là mũi K. Mình cứ để như thế này để cho các bạn dễ hình dung ha. Các bạn đâm kim từ trước ra, từ sau ra trước này. Bạn xỏ vào cái mũi P vừa thả. Đây. Các bạn xỏ vào cái mũi P vừa thả. Qua phía bên này, mũi P tiếp theo, các bạn đâm kim từ trước ra đằng sau này, như thế này, nhấc ra luôn. Các bạn cứ nhìn theo chiều kim của mình để các bạn thực hiện theo nha. Xong cặp mũi P rồi, thì bây giờ mình thực hiện lại cặp mũi K. Đây là mũi K này, các bạn đâm kim từ trên xuống. Đó, như thế này, các bạn lấy ra cái cạnh của nó. Thì qua cái mũi K bên này các bạn đâm từ đằng sau lên đằng trước như thế này. Các bạn nhấc ra luôn. Xong cặp mũi K rồi thì mình lại chuyển qua cặp mũi P. Đó. Đây là cặp mũi K này. Đây là cái mũi P vừa rồi mình thả này. Thì các bạn sẽ đâm kim vào. Các bạn lấy ra cái cạnh. Đây. Các bạn nhấc ra. Mũi P. Xong sau đó các bạn xỏ. Mình lặp lại này. Các bạn xỏ ở giữa mũi K và mũi P. xỏ giữa mũi K và mũi P, kéo lên. Sau đó ở cái mũi P tiếp theo đâm kim xuống, đâm kim theo chiều từ trước ra đằng sau này, như thế này, xỏ vào trong cái mũi P nha. Đó, như vậy là mình đã nối mũi P ở bên này vào cái mũi P tiếp theo rồi. Sau khi thực hiện xong thì mình sang cái cặp K này, đây là hai mũi K này, thì trong đó cái mũi K này là mình đã thả ra rồi, thì bây giờ các bạn đâm từ trên xuống, nhấc ra, và cái mũi K vẫn còn trên kim bên trái là mũi K thứ hai, các bạn đâm từ dưới lên, các bạn nhấc ra. Như vậy là mình thực hiện xong cặp K này, và lúc đấy mình sẽ thả cái mũi P này ra, vì mũi P này mình đã nối với lại mũi P ở trước đó rồi, các bạn thả ra luôn. Và khi mà các bạn kéo nha, các bạn kéo cái phần len mình khâu thì các bạn kéo vừa phải thôi, đừng kéo chặt quá ha. Rồi tiếp theo mình lặp lại này. Bây giờ mình sẽ phải nối cái mũi P mà mình vừa thả, đây, nối mũi P, các bạn đâm từ phía sau này, nhấc lên, nhấc cái cạnh mũi P lên. Đó, mình phải nối cái mũi P này vào với cái mũi P tiếp theo, đây, vào với cái mũi P tiếp theo đang ở trên kim bên trái đây. Thì đối với mũi P này thì các bạn nhấc này, bạn đâm này, nhìn thấy kim của mình từ phía dưới không? Đâm lên, lấy cái cạnh mũi P này, cái cạnh mũi P đã thả này, xong sau đó qua mũi P còn ở trên kim bên trái thì các bạn đâm từ trên xuống này, từ trước ra sau này, đâm như thế này, các bạn nhấc ra luôn, xong sau đó các bạn kéo lại. Đó, như vậy là mình đã xong một cặp P nữa rồi. Bây giờ mình lặp lại thêm một lần nữa nha. Tiếp theo đây là hai mũi K này, các bạn nhìn thấy đây là hai mũi K này. Bây giờ mình sẽ phải nối mũi K thứ hai này vào với lại mũi K phía bên này, cứ một cặp K như vậy. Đó, mình phải nối cái mũi thứ hai này vào cái mũi phía bên này, thì các bạn sẽ đâm kim từ trên xuống dưới hoặc là từ trước ra sau, các bạn nhấc ra một cạnh của mũi K này, xong sau đó các bạn xỏ vào cái K phía bên này, thì K phía bên này các bạn lại phải đâm từ dưới đâm lên, từ sau ra trước. Đó, các bạn nhìn theo chiều kim mình đâm nha, xong rồi thả ra, các bạn kéo lại. Sau khi nối hai cái mũi K đấy lại với nhau thì các bạn quay ngược ra đằng sau để các bạn nối cái mũi P, đây, mũi P mình vừa thả lúc nãy này. Đó, các bạn phải lấy nó ra. Sau khi lấy được nó ra rồi thì các bạn đâm kim ở giữa mũi K và mũi P tiếp theo, đây, giữa mũi K và mũi P tiếp theo. Sau đó là các bạn xỏ mũi vào mũi P này, từ trên xuống dưới. Đó, như vậy là mình đã nối được mũi P với nhau rồi. Thì bây giờ sau khi nối mũi P với nhau rồi thì mình phải nối mũi K này vào với mũi K này, thì mình lại đâm từ trên xuống, nhấc cái cạnh của mũi K mình đã thả ra, xong mình xỏ từ sau lên trước. Đối với mũi K đang trên kim bên trái mình nhấc ra, lúc này mình có thể thả cái mũi P này ra được rồi. Thì sau khi mình nối mũi K xong rồi thì mình lại nối tiếp mũi P bên này sang P bên này. Đó, các bạn khâu như vậy cho đến khi hết một vòng nha. Đoạn nào không hiểu thì các bạn có thể tua lại đầu video để xem nha. Các bạn nhìn theo chiều kim của mình khâu á. Mình khâu đến gần cuối rồi. Vừa rồi mình mới nối hai cái mũi K này lại với nhau. Sau đây thì mình sẽ tiếp tục nối mũi P. Thì ở phía này thì mình cũng sẽ lấy mũi P lên này, lấy mũi P lên. Qua bên này, mũi P. Tiếp tục đến cặp mũi K. Mũi P. Đây. Khi mà mình bắt đầu thì ở đây là hai mũi P, mình đã thả mất một mũi P xuống rồi. Thì bây giờ khi nối mũi P này, đây là mũi K, thì các bạn tương tự như lúc đoạn đầu thì mình cũng sẽ đâm chính giữa mũi K và mũi P này. Sau đó xỏ từ trước ra sau mũi P này. Mình đã nối xong P thì chuyển sang mũi K. Đây. Cặp mũi K này. Kéo sát lại. Và lúc này thì mình phải nối cái mũi P cuối cùng này. Đây là cái mũi P cuối cùng này, mình vừa mới thả dây ra xong. Mình phải nối qua với cái mũi P ban đầu khi mà mình xỏ mình thả. Thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi P này. Đây, mũi P. Xong rồi sang phía bên này, các bạn cũng phải đâm kim vào mũi P phía bên này nữa. Như vậy. Đó, nối như vậy thì lúc đó mới khép được thành một vòng tròn. Các bạn lưu ý ha. Ban đầu khi mà mình bắt đầu thì mình xỏ vào mũi K đầu tiên này, xong rồi sau đó là qua cái mũi P bên kim bên phải ấy, các bạn tua lại đầu video xem nha. Là thả cái mũi này xuống thì đến khi mà kết hàng mình còn một mũi P đây, mình bắt buộc phải nối cái mũi P này vào cái mũi P khi mình thả ban đầu, vì đây là một cặp P thì các bạn phải nối mũi này vào đây thì lúc này mới khép được cái vòng tròn này lại. Và sau khi khép xong rồi thì các bạn sẽ lật sang mặt trái. Các bạn xỏ kim vào để mình giấu. Các bạn xỏ theo những cái đường này ha, để mình giấu cái phần len thừa. Đó, các bạn xỏ dọc theo cái này xuống dưới này, các bạn thắt nút lại ha, thì cái phần khép vòng tròn của mình nó sẽ như thế này.